Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Công giáo Việt Nam vụ giết linh mục Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum gây bàng hoàng. Cha xứ Cui Giờ Trần Ngọc Thanh bị một người chém vào đầu khi ông đang ngồi tòa giải tội ở giáo xứ Đắk Mót ở Kon Tum đang gây ra dư luận Công giáo Việt Nam và quốc tế. Cộng đồng tín ngưỡng được mô tả là hết sức sửng sốt về vụ linh mục bị chém đến chết tử vong. Vụ việc xảy ra ngay khi họ đang chuẩn bị các nghi thức tôn giáo để đón Tết âm lịch. Tin cho biết công an địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công và cho rằng người đó bị tâm thần. Theo thông tin đăng tải trên trang web của giáo phận Kon Tum, sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắk Mót. Đây là hình ảnh linh mục Cư Giờ Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Nhưng trang cơ quan thông tấn Công giáo bản tiếng Anh lại nói rằng ông bị chém bằng dao tại nhà. Nguồn tin này nói cha Cư Giờ Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, bị sát hại khi đang ngồi tòa giải tội và qua đời vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày tại bệnh viện. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Thanh là phó sứ của Đắk Mót. Trả lời đài BBC từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân đã nói: "Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh về sự việc đã được xác định. Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại can cũng bị chém sượt qua đầu, dơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế." Theo trang Công giáo Việt Nam, tên hung đồ này bất ngờ chém linh mục Thanh hai nhát vào đầu, khiến ông không thể né tránh. Khi đó, một thầy phó tế chạy lại can ngăn, bị hắn chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lên đỡ, cũng bị hắn chém gãy ghế. Hành động của tên này rất tàn độc, như cố ý truy sát linh mục Thanh đến cùng. Ngay sau đó, mọi người hối hả đưa linh mục Thanh vào bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương ở đầu quá nặng, ông đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Tin này đã gây bàng hoàng khắp nơi. Đức cha Alesso, giám mục giáo phận Kon Tum, chia sẻ rằng ông rất bàng hoàng khi biết tin. Không ngờ lại có chuyện đã xảy ra như thế. Giáo phận Kon Tum trích lời Đức cha vào ngày 30 tháng 1. Giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn của người Công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thanh. Tính đến chiều ngày 1 tháng 2, chưa có tờ báo chí trong nước nào của Việt Nam đưa tin về vụ việc sát hại nghiêm trọng này. Bên hình ảnh, điều kỳ lạ là không có bất cứ dòng tin tức nào về sự kiện kinh hoàng này hơn 700 tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi tin tức ngày một tràn ngập trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum và báo Kon Tum của chính quyền địa phương chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm. Theo tìm hiểu của đài BBC, tính đến 21 giờ vào ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, một số trang tin Công giáo tiếng Anh như cơ quan thông tấn Công giáo và các trang báo khác đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang cơ quan thông tấn Công giáo chạy tin cha xứ dòng Đa Minh bị sát hại ở Việt Nam. Và các ý kiến cũng khác nhau. Thông tin về nghi phạm không được giáo phận tiết lộ, ngoài chi tiết người này đã bị bắt để điều tra. Trên group Thắc mắc Công giáo, một số tài khoản chia sẻ thông tin chi tiết về nghi phạm sát hại cha Trần Ngọc Thanh. Tài khoản Phạm Minh Vũ cho biết cha Thanh mới về quản nhiệm tại Salon khoảng một tháng và không biết nghi phạm là ai. Tài khoản này đặt ra câu hỏi về động cơ sát hại. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội thì bình luận tiếp như sau: "Cái chết đau đớn của linh mục đã đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung." Còn trang tin vietcatholic.net dẫn lời của linh mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Đây là hình ảnh bản tin trên đài FA với hình chụp lệnh thánh lễ cho linh mục Công giáo Cruz Trần Ngọc Thanh tại Kon Tum. Tang lễ vị linh mục diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng Giêng tại nhà nguyện Playdon, giáo xứ
Con Rô Băng, giáo phận Kon Tum và tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Linh Mục Thanh sẽ an nghỉ cùng với các anh em tại đất thành của tỉnh Dòng. Cáo phó cho biết, còn trang Facebook truyền thông Thái Hà thì cho biết Linh Mục Thanh là con thứ 7 trong một gia đình ở giáo xứ Bến Hải, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào Dòng Đa Minh. Hồi tháng 8 năm 2018, ông cùng 9 thầy phó tế khác được giám mục Nguyễn Thái Hợp, lúc đó là giám mục giáo phận Vinh, trao sứ vụ Linh Mục tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn thắc mắc, công giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trang truyền thông Thái Hà thì viết, cái chết đau đớn của Linh Mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Có người cho là đó là động cơ đê hèn và bàn tay lông lá phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém cha là một kẻ tâm thần. Trên mạng xã hội tiếng Việt, một số Facebook đã nêu ra vấn đề này như sau. Ví dụ, Hùa Bùi thì nói rằng phải làm ra đúng, ra lẽ, chứ ai phải chịu vậy được, một linh mục của giáo dân, chứ có phải người bình thường đâu. Hữu Lê thì chia sẻ, buồn thay, một vụ giết người tàn độc như vậy mà không có một tờ báo nào của bên ăn thuế của dân nói đến. Bạn Việt Quốc thì chia sẻ tiếp, tâm thần sao nó không chém mấy người chung quanh, mà nó phải tìm đúng vị linh mục để chém. Đây là hình ảnh bản tin trước đây vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 trên báo Tuổi Trẻ vì vụ đâm linh mục bị thương và đốt nhà thờ tại An Khê, Gia Lai. Còn Facebook thông thì bình luận, chém chết một người ngoài đời không vũ khí để tự vệ thì đã là tội ác. Đằng này đoạt mạng một người tu hành, không thể tự vệ trong nơi họ hành đạo thì tội ác dã man hơn gấp bội. Facebook Linh Nguyễn viết tiếp, nơi cao nguyên trung phần Việt Nam vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đàn áp và bách hại tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Cầu cho các ngài đã tử vì đạo có được phúc phần của Chúa muôn đời. Các ý kiến khác cũng nêu cha Thanh là người nơi khác đến, không có oán thiệu thù gì sâu nặng gì và cũng chưa kịp có xích mích với ai, hoặc có Kon Tum là vùng đất vô pháp luật. Và vấn đề an toàn cho người hành đạo được đặt ra. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của những người truyền đạo công giáo ở khu vực Tây Nguyên. Vẫn luật sư Lê Quốc Quân bình luận vụ việc như sau. Theo tôi, tình tiết đáng chú ý nhất là việc một linh mục bị sát hại ngay tại tòa giải tội và là hành vi cố sát. Ở đây là vùng truyền giáo mới cho nên cũng ít dân và chủ yếu là người thượng. Chính quyền rõ ràng là không muốn tôn giáo phát triển mạnh ở đây. Đây là hình ảnh nhà thờ giáo xứ Đắc Mốt, Kon Tum, nơi linh mục bị sát hại. Việc linh mục và những người làm thiện nguyện bị đe dọa, tấn công là khá phổ biến. Nhưng hành động đi vào nhà thờ chém chết linh mục khi đang ngồi ở tòa giảng tội là điều bất thường và cực kỳ nguy hiểm. Luật sư Quân cũng nhắc lại, chuyện cách đây chỉ hơn nửa năm, linh mục Trần Văn Truyền, 70 tuổi, ở nhà thờ An Khê, thuộc giáo phận Kon Tum cũng bị đâm trọng thương. Chính quyền bắt giam hung thủ, đốt nhà thờ, đâm linh mục này, nhưng sau đó việc điều tra không đi đến đâu và sự việc đến nay coi như bị chìm xuống. Tạm thời bỏ qua những án hận, sân si để chờ điều tra làm rõ, chúng ta cùng cầu nguyện cho cha Cruz được an nghỉ đời đời trong Chúa Kitô cùng các anh em trong vùng đất của tỉnh Dòng Đa Minh. Nhưng chắc chắn chúng ta phải đòi hỏi để công lý sớm được thực thi. Ông Lê Quốc Quân đã viết như vậy trên trang Facebook của mình. Được biết, Linh Mục Cruz Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong Linh Mục vào tháng 8 năm 2018. Trước khi qua đời, Linh Mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Sa Lông, giáo xứ Đắc Bót, thuộc giáo phận Kon Tum. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai. Kính thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Hơn một tuần qua, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân".
sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng. Để tìm hiểu về ý nghĩa của bài viết này, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin nhận lời cho anh Quang Nam. Hôm nay Quang Nam rất hân hạnh được tái ngộ cùng Linh Mục để chúng ta bàn về vấn đề vai trò của Hồ Chí Minh trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968, thưa Linh Mục. Vâng, thưa anh Quang Nam, tôi như tôi lời nói lần trước đó, là việc này nó còn nhiều việc chúng ta phải bàn, nhiều cái góc cảnh và nhiều cái yếu tố chúng ta phải đặt cho nó rốt ráo, mà tôi muốn dịp này là phải đặt cách rất là rốt ráo trong một cái tôi coi là một tội ác lớn nhất để xúc phạm đến hồn thiêng sông núi và xúc phạm đến dân tộc chúng ta, đó là tội ác của Hồ Chí Minh trong biến cố Tết Mậu Thân, thưa anh. Dạ vâng, thưa Linh Mục, được biết trước đây thì Linh Mục có phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn như Linh Mục vừa đề cập trong chương trình phát thanh kỳ rồi đó. Và sau đó thì phong trào và Linh Mục chủ trương thực hiện bộ phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Xin Linh Mục cho biết cuộc vận động này có liên quan gì tới tòa án lương tri và công lý mà Linh Mục đã đề cập tới trong phần phỏng vấn trước không Linh Mục? Thưa anh, tất cả mọi chuyện này đó nó đều nằm trong một cái bối cảnh chung và trong một cái nhìn chung của toàn diện bối cảnh dân tộc của chúng ta, đó là cái sự bất công. Tôi dùng cái chữ đây, chữ bất công này, chữ bất công tôi viết chữ hoa và rất là lớn, cái sự bất công rất là lớn của dân tộc. Tại sao tôi dùng chữ bất công? Trong cái bài viết mà tôi nhớ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi cũng đã có đi cái bài của tôi đó, là chém chết một người đó thì là một tên sát nhân, còn sát hại hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người đó thì lại là anh hùng, vì anh hùng. Ý tôi muốn nói đó, cái tội sát nhân của anh Nguyễn Văn Kiên giết chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh đến giờ này á, thì mọi người đều coi anh chàng Nguyễn Văn Kiên này là coi thế là một kẻ sát nhân, một người bị nguyền rủa, người ta điểm mặt chỉ tên, người ta đòi hỏi công đạo cho nạn nhân, người ta kêu bằng dùng hết mọi sự xấu xa đổ ra đầu của cái tên sát nhân đó. Nhưng tại sao một tội sát nhân lớn hàng trăm hàng ngàn lần hơn cái tội sát nhân của Nguyễn Văn Kiên mà đồng bào dân chúng ta coi như thế là một chuyện không có, hoặc là một chuyện thờ ơ? Ngược lại đó, ngược lại đây là điều bất công này, ngược lại thì kẻ chủ trương sát nhân đó nó lại còn được xây lăng, còn được úp xác, còn được dựng tượng, còn được lôi đến bàn thờ, đặt trên bàn thờ ngang hàng với ông Phật nữa. Tôi hỏi đây có phải là sự bất công không? Tôi xin hỏi cái lương tri của dân tộc nam chúng ta, tôi không kể anh là ai, có thể anh là hiện tại bây giờ anh là người cộng sản, hiện tại bây giờ anh có thể là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện tại bây giờ anh có thể là cái người thành phần công an trị tại Việt Nam, nhưng anh vẫn có lương tri chứ, anh là con người chứ. Tôi xin hỏi thẳng anh đó, cái tội ác Hồ Chí Minh đã như vậy đó mà bây giờ anh xây lăng dựng tượng, hỏi phải là một trò lố bịch không, có phải là một trò sỉ vả vào cái lương tri của dân tộc Việt Nam chúng ta hay không? Tôi biết giờ này á là mấy anh nhờ họng súng, nhờ nhà tù, nhờ xe tăng, nhờ đại pháo, nhờ tất cả, nhưng mà anh không trị cả 195 triệu người dân Việt Nam. Tôi biết chuyện đó, bởi vì dầu sao đi nữa, năm nay tôi đã lớn tuổi, đã từng trải cuộc đời, và tôi đã hiểu cái cuộc đời rất là nhiều về những thể chế chính trị. Nhưng bây giờ anh phải nhớ câu rằng á, thể chế chính trị nào cũng qua đi hết thôi. Hiện tại bây giờ đó, cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một sự bất công rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là đặt cái tên sát nhân Hồ Chí Minh lên trên đầu, trên cổ dân tộc dân chúng ta. Vì thế cho nên chính cá nhân tôi năm 2006 tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn. Tại sao phát động trào đó? Lỡ tôi thấy rằng đó, khi mà Cộng sản thắng miền Nam rồi đó, họ làm một cái việc tôi cho là một việc tội ác vô cùng lớn đối với dân tộc nói chung, và nói riêng là đối với người dân miền Nam nói riêng, là đặt cái tên ác quỷ Hồ Chí Minh đó đó, đặt trên đầu, trên cổ dân tộc Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là đặt trên đầu, trên cổ người dân miền Nam. Tôi là người dân miền Nam, tôi không thể chịu đựng được cảnh đó, tôi không thể chịu được cái thành phố Sài Gòn thân yêu của tôi đó mà để cho một tên ác quỷ đó nó giết hại đồng bào tôi, đặt trên đầu, trên cổ Việt Nam. Tôi phản đối hoàn toàn, và tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn. Đòi trả tên Sài Gòn đồng nghĩa với loại là cái đội vứt cái tên Hồ Chí Minh xuống lỗ cống. Đó là mục đích của tôi. Và phong trào này, như tôi nói, phong trào chỉ là một cuộc vận động, chứ đừng có nói kết quả ở đây. Tôi không nói chỉ kết quả, nhưng tôi gây ý thức. Tiếp theo một năm sau, năm 2007 đó, chính cá nhân tôi cùng với phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, như Nam nói đó, chúng tôi cho ra đời cái phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Đây là bộ phim tài liệu lịch sử công bằng để mà nhận xét. Chúng tôi không đả phá, không tố cáo, không nói nặng lời, để cho
người ta có lương tri xét để về tất cả mọi cái phương diện về sự thật về Hồ Chí Minh. Ở ngoài cái bìa cái phim đó đó, chính tay tôi đã vẽ cái tên cái bìa đó. Khi một người họa sĩ hỏi ý kiến tôi bây giờ cha nghĩ trình bày cái bìa của cái cuốn DVD thế nào, tôi nói rằng đó, anh cứ để cho tôi hình Hồ Chí Minh và xin làm ơn anh chia làm đôi ra, một bên trắng bên đen. Nghĩa là cái Hồ Chí Minh đó, ai mà có cái phim bây giờ thì chắc là anh em sẽ có cái phim đó. Tôi yêu cầu nếu mà trên đài phát thanh Tóc Về Sông Núi có thể là in lại cái bìa cái phim đó. Hồ Chí Minh dạch một đường xuống, một bên trắng bên đen, có nghĩa là một bên trắng đó là cái bên người ta ca tụng, người ta thờ phượng, người ta tôn vinh, người ta coi là cha già dân tộc, vị thánh sống anh hùng dân tộc. Còn bên đen đó là biết bao nhiêu chuyện mà người ta chưa có biết. Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn đưa ra cái mặt đen đó để cho người dân nhìn rõ được cả Hồ Chí Minh là ai. Thưa anh, qua hỏi anh đó, hai cái vận động đó nó liên quan mật thiết đến cái điều mà chúng tôi đã trình bày với đồng bào qua đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong tuần trước, đó là đã đến lúc cái lương tri tổng hợp của người đó chúng ta phải đặt lại vấn đề về cái sự bất công quá sức lớn lao đó. Tại sao một kẻ sát nhân, một cái người chôn sống người, một cái người đã giết hại không biết bao nhiêu con người, cho dầu dưới lý do gì đi nữa, khi tôi nói đưa viết cái bài lên thì có người nói rằng để chịu đó tự nhiên thôi, bởi vì người ta dựng cái câu là nhất tướng công thành vạn cốt khô vân vân. Tôi nói rằng đồng ý, chiến tranh là có chết người, chiến tranh là có giết người, chiến tranh là có tàn khốc. Nhưng tàn khốc đây đó là tàn khốc ngoài mặt trận, tàn khốc đây là tàn khốc những người có vũ khí chống lại mình. Tôi không có ý mình vượt bên phía nào cả, nhưng tôi chỉ nói công bằng. Còn đàn bà, con gái, con nít vô tội, học sinh, con trường học, nó tội tình gì mà trói tay nó lại rồi bố chôn sống hàng 5.000 người ở Huế tại đồng bào, nó là cái gì? Nó là cái gì? Tôi xin mở dấu ngoặc này để tôi chia sẻ với tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta thương mến. Khi tôi đi qua trại tị nạn Thái Lan, sau khi ra tù không sống Việt Nam được, tôi vượt biên qua Thái Lan. Khi Thái Lan đó, thì chính phủ Thái và trong cái cơ quan bảo vệ người tị nạn đó có mời tôi vào một ủy ban gọi là ủy ban nhận diện những người hải tặc đã hãm hiếp đồng bào cộng bào gái Việt Nam ra trên đường vượt biên đó. Thì khi đó tôi có complain, tôi có than phiền với một nhân viên người Thái trong ủy ban. Tôi nói rằng cái dân Thái mình ác quá, dân tộc tôi bị cái chế độ không sống được đành phải bỏ nước ra đi, mà tại sao mà dân Thái anh có những người họ lại hãm hiếp ra đành còn giết chết chúng tôi trên biển nữa. Thì cái ông sĩ quan Thái trả lời một câu đau đớn mà tôi đến giờ này tôi vẫn thấy nhức nhối trong lòng. Ông ta nói, xin ông nói lại, ông suy nghĩ, đất nước chúng tôi đang bình yên đó, thì dân tộc ông nó ùn ùn nó chạy qua, nó làm cho cuộc sống xáo trộn của đất nước chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn dưới sự bảo trợ Liên Hợp Quốc, chúng tôi vẫn đồng ý cho lập trại tị nạn. Và dĩ nhiên á, là nó có sự xảy ra là một số hải tặc bắt và giết, hãm hiếp và giết chết đồng bào cái Việt Nam. Chúng tôi đồng ý có chuyện đó. Bằng chứng là bây giờ chúng tôi cho lập ủy ban nhận diện để mà đưa ra tòa, và ông cũng là người được mời trong ủy ban đó. Bây giờ tôi hỏi ông, cái tội ác mà người Thái á, làm cho dân Việt Nam của ông đó, nó sánh như thế nào đối với tội ác mà chính Hồ Chí Minh và đồng bào ông đã giết chết, chôn sống hàng 5-7 ngàn người, hàng chục ngàn người tại Huế. Tài liệu còn đây, hình ảnh còn đây, sử sách còn đây. Tội ông như thế giữa hai dân tộc, người Thái và Việt Nam của ông đó, dân tộc nào dã man hơn, dân tộc nào ác độc hơn? Thưa anh Quang Nam và thính giả, tôi câm miệng lại, tôi không trả lời được. Bởi vì thật sự ra, sánh cái tội ác của Hồ Chí Minh đối với tất một thân đó, nó quá hàng trăm lần cái tội ác của hải tặc và nó giết, nó hãm hiếp, giết chết đồng bào của cái Việt Nam ta đi một biên nữa. Tôi câm miệng lại. Đó là điều mà tôi xin thưa với anh Quang Nam để khán giả thương mến. Chúng ta không thể nào để cho sự bất công của cái lịch sử đó nó đè mãi rồi đó. Bây giờ đó, thì bây giờ dĩ nhiên Hồ Chí Minh đã chết rồi. Không ai lôi đầu ra ngoài tòa án mà bắt nó ngồi đó trước vảnh móng ngựa nữa. Nhưng cái tòa án vẫn còn đó, tòa án của lịch sử, tòa án này đó, nếu mà được phán quyết đó, thì phải có công tố viên đó, lương tri của từng người bên chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi liên tưởng, liên kết tất cả các việc khác, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, rồi
phim tài liệu Sự thật Hồ Chí Minh, và cá nhân tôi Linh Mục Nguyễn Lễ đã phát động cuộc vận động chữ ký trên toàn thế giới để gửi bề tòa Thánh La Mã yêu cầu trả lại cho chúng tôi cái tên Tổng Giáo phận Sài Gòn, hãy vứt vào cái hố phân cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao những đầu óc ngu muội nào, những tên khốn nạn nào lúc đó áp đảo giáo hội mà đã rước cho bằng được cái tên Hồ Chí Minh đặt trên đầu trên cổ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh? Ngu vừa phải thôi, con người vừa phải thôi. Và thưa anh, hàng trăm ngàn người đã ký tên và tôi đã gửi cái thơ đó về tòa thánh, đã gửi về tòa thánh, chính cá nhân tôi đã gửi về tòa thánh. Và bây giờ thì sự kiện là gì? Trước mắt đó là cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đó từ từ chẳng ai nói tới nữa. Và bây giờ tôi coi, tôi nói cái câu này rất là mạnh. Tôi nói rất là mạnh trong cuốn sách của tôi, Tôi Phải Sống. Tôi nói đó, trong hàng giáo phẩm Việt Nam, giáo hội Việt Nam, chỉ người nào ăn cất được đó, thì mới mở miệng ra gọi cái Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Còn người nào mà không ăn cất được đó, thì phải gọi đó cái tên Tổng Giáo phận Sài Gòn như trước đến nay. Và bây giờ chứng tỏ rằng một số người họ đã thấy đau khổ, thấy nhục nhã khi mở miệng gọi cái tên Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tên. Đó là điều mà cá nhân tôi, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đang nói đây, đã làm chuyện đó. Bên cạnh đó, cái phong trào quốc dân đòi trả tới Sài Gòn, có người nói tôi rằng ôi làm chuyện này vô lý, làm chuyện này rùi bu, bởi vì cộng sản đời nào nó trả cái tên Sài Gòn cho mấy anh. Tôi xin lỗi mấy anh, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ này không ngu đến độ đó đâu. Tôi chưa ngu đến độ đó đâu. Tôi đâu có ngu đến độ rằng bao lâu mà Việt Cộng nó còn ngự trị trong nước là nó vứt cái tên Hồ Chí Minh, đó là cái lá bùa của nó mà họ quát được. Nhưng tôi nói đây là tôi vận động cho cái lương tri dân tộc của chúng ta. Cái lương tri dân tộc của chúng ta rằng đó, mở miệng ra gọi cái tên Thành phố Hồ Chí Minh đó là tự sĩ vả mình. Mở miệng gọi tên Hồ Chí Minh đó, đó là tự mình chửi cha mình, nhất là người miền Nam. Mà mở miệng ra gọi Thành phố Hồ Chí Minh đó là tự chửi cha mình, tự đào mồ quốc mã mình lên. Trước ngày 30/75 đó, khi nghe tên Hồ Chí Minh đó, tôi xin lỗi, con nít tôi té ra đường quần. Tại sao bây giờ sau ngày đó rồi thì chúng ta lại ôm cái tên khốn nạn đó vào đến đầu lên cổ mình? Điều này tôi không chấp nhận được. Giờ bằng chứng là gì? Bây giờ từ từ rồi đó, dân chúng Việt Nam chúng ta nói riêng và Việt Nam nói chung, từ từ người ta cũng vứt bỏ mẹ cái tên đó ra rồi, chỉ còn trên giấy tờ thôi, chứ thực sự đó chẳng còn ai mà mở miệng ra, trừ ra một vài người nào có trí não họ có vấn đề mới gọi là Thành phố Sài Gòn hồi xưa đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Nên đó là tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh về vấn đề có liên quan giữa phong trào quốc dân đòi tới Sài Gòn, giữa cái bộ phim tài liệu Sự thật Hồ Chí Minh với cuộc vận động về cái tòa án lương tri và công lý hiện nay đó, thưa anh Quang Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau.
giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Một Đêm được nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác sau khi ông tận mắt chứng kiến những chết chóc và tang thương xảy ra cho người dân vô tội. Nguyên do Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ xua quân tấn công miền Nam Việt Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 trong lúc toàn dân đang đón xuân. Kính thưa quý thính giả, nghiêng về Hoa Kỳ thì mất đảng, nghiêng về Trung Cộng thì mất nước. Tuy bề mặt Cộng sản Việt Nam đang đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, nhưng thực chất thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nghiêng về Trung Cộng vì họ chủ trương thà mất nước hơn mất đảng. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Lựa chọn nào cho Việt Nam trong tình hình thế giới mới sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Cuộc xung đột ở Ukraine đang đẩy Nga và Trung Quốc vào thế liên minh chống phương Tây, trong khi Hoa Kỳ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà trọng tâm là lập một hàng rào bao vây Trung Quốc cả về kinh tế lẫn an ninh, trong đó Việt Nam được đánh giá là một đối tác hàng đầu. Những biến cố lịch sử đang có thể làm thay đổi lựa chọn của Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, cần xem lại lịch sử đu dây trong các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Quan hệ Việt-Nga có nguồn gốc sâu xa từ thời khối Cộng sản quốc tế, còn gọi là một thế lực toàn cầu xung quanh Anh Cả Đỏ, Liên bang Xô Viết. Đỉnh điểm của quan hệ Việt Nam-Liên Xô là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Liên Xô-Việt Nam, ký kết ngày 3 tháng 11 năm 1978 tại Moscow và có hiệu lực 25 năm, thể hiện sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đồng minh Cộng sản. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thì quan hệ Việt Nam với Nga không còn sâu đậm nữa. Nhưng Việt Nam vẫn phải dựa vào Nga, tập trung ở hai lĩnh vực, khai thác dầu mỏ và vũ khí. Cộng sản Việt Nam coi quan hệ mật thiết với Nga như một cách cân bằng với thế lực của Trung Quốc. Bắc Kinh có chính sách cưỡng ép các công ty dầu khí quốc tế không được hợp tác với Hà Nội để khai thác dầu ở Biển Đông. Nhiều công ty dầu khí phương Tây đã bỏ Việt Nam, nhưng các công ty Nga như Rosneft, Zarubezhneft vẫn tiếp tục hoạt động trong liên doanh dầu khí Việt-Nga. Việc mua sắm vũ khí của Nga cũng nằm trong ý đồ phòng thủ sự xâm lược của Trung Quốc. Với Trung Quốc, sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam đã gần như trở thành một nước chư hầu, không chỉ sao chép mô hình độc đảng toàn trị đi cùng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, mà còn bị Bắc Kinh khống chế về nhiều mặt, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, nhân sự. Điểm đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ có quan hệ giữa hai nước, hai chính phủ, mà có cả quan hệ giữa hai đảng Cộng sản có cùng ý thức hệ và mô hình chính trị. Chính quan hệ giữa hai đảng bao phủ lên và chi phối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, một phần vì tâm lý ghét Trung Quốc đã ăn sâu thành một thứ căn tính của dân tộc Việt sau ngàn năm bị đô hộ và chiến tranh chống xâm lược phương Bắc, một phần vì trào lưu chống thể chế độc tài đảng trị, nhưng phần lớn là do chính sách chèn ép, xâm lấn liên tục của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Hoa Kỳ là kẻ cựu thù, là nước có âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam và xóa bỏ sự tồn tại của Đảng Cộng sản thông qua cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Và đó là điều Đảng Cộng sản không bao giờ chấp nhận. Cho nên quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ chưa bao giờ có sự tin cậy, đối tác đúng nghĩa. Cho đến nay, Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ nhìn nước Mỹ như một thị trường tiêu thụ khổng lồ, một con bò sữa cần vắt kiệt để bù cho sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Một ví dụ, trong năm 2021, dù đại dịch COVID-19, giá trị hàng hóa Việt Nam bán sang Mỹ vẫn cao hơn giá trị nhập cảng từ Mỹ. Thặng dư thương mại lên tới 80,2 tỷ. Trong khi nhập cảng từ Trung Quốc cao hơn giá trị xuất cảng, thâm hụt thương mại tới 53,5 tỷ, theo số liệu của tạp chí Ngân hàng. Thỉnh thoảng, để duy trì con bò sữa thị trường Mỹ, Cộng sản Việt Nam có nhượng bộ chút ít đòi hỏi của Washington về nhân quyền, tự do tôn giáo, hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, trả tự do và trục xuất một số tù nhân lương tâm. Nhưng sau khi sóng gió đã qua,
Việt Nam lại tiếp tục đi theo con đường đàn áp đã có. Những biến động lớn trên thế giới hiện nay, đặc biệt là cuộc xung đột đang nóng bỏng ở Ukraine giữa Nga và phương Tây, đang buộc Việt Nam phải xét lại các mối quan hệ. Việc Việt Nam được nêu tên như một đối tác dẫn đầu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cũng như những chuyến viếng thăm cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội, đã cho thấy Washington đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong việc định hình trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong một châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong hoàn cảnh Nga đã ngả theo Trung Quốc, Việt Nam khó có thể dựa vào Moscow để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc như trước. Tuy nhiên, dựa trên các mối quan hệ lịch sử của Việt Nam, chúng tôi cho rằng Hà Nội sẽ không đáp ứng lời kêu gọi chiến lược của Hoa Kỳ, không tham gia vào thế trận bao vây Trung Quốc do Mỹ dẫn dắt. Khả năng lớn hơn là Việt Nam sẽ ngả theo hướng Nga-Trung, sẽ tiếp tục nhân nhượng Trung Quốc vì lựa chọn đó phù hợp với bản chất phản động của Đảng Cộng sản Việt Nam, bất chấp lợi ích của đất nước. Điều đó có nghĩa là Hà Nội tiếp tục đu dây, tận dụng độ mở của thị trường phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng càng ngày càng gắn bó với Nga-Trung về chính trị và an ninh. Việc đưa tên Việt Nam vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có thể là một cử chỉ vội vàng, thể hiện mong muốn của Washington hơn là dựa trên những sự đánh giá thực tế mối quan hệ giữa Việt Nam và các cường quốc. Một cơ hội lịch sử nữa của Việt Nam có thể sẽ bị bỏ lỡ, nhưng không thể khác, chừng nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn ngự trị ở Ba Đình. Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1986, bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đấy, được rồi. Rò vào. Rào củ sao? Nhưng ra.
bắt đầu chặt đi ông chặt đi xong nó lấy nước chảy ra thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho tiết nó phải chảy ong ong cơ kéo đánh cái cành nhỏ hứng nữa vào không mấy nó ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết cho dao vào lách nữa nó ra đấy nhiều chốc cái ra đấy giờ bắt đầu Nó còn thở mà.